Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 6 xịt khử mùi Nivea được ưa thích nhất mọi thời đại. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là xịt khử mùi nữ Nivea Extra Whitening. Sản phẩm dạng chai xịt thon dài, trên thân ghi phong phú thông tin và chỉ dẫn dùng. Mùi hương thanh mát, fresh chứ không ngọt, lưu hương ở mức trung bình. Thế nhưng mình thấy một vài bạn nhận định mùi khá nồng. Nếu mỗi bạn nhạy cảm với mùi hương thì phải nên cân nhắc. Khả năng giảm tiết những giọt mồ hôi của em này không tốt lắm, tầm 2 đến 3 tiếng là bắt đầu đổ các giọt mồ hôi. Không phù hợp với những bạn có cơ địa da mồ hôi nhiều. Với chiết xuất từ cam thảo, bột ngọc trai, bơ giúp cấp ẩm cho da và giúp vùng dưới cánh tay đều màu. Sau thời gian sử dụng mình thấy vùng da dưới cánh tay giảm thâm và trắng lên hiệu quả. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là xịt ngăn mùi than hoạt tính Nivea Men. Nivea Men với công thức than hoạt tính đáng chú ý, xịt khử mùi toàn thân Nivea Men với công thức chuyên biệt chứa than hoạt tính giúp thấm hút và đánh bay mùi hôi cơ thể. Hương thơm nam tính với hương gỗ thoang thoảng ấm áp. Sản phẩm có năng lực lưu hương lâu lên đến 48 giờ. Cơ thể bạn có thể luôn sạch sẽ, khô thoáng ngay khi vừa xịt. Xịt ngăn mùi than hoạt tính Nivea không chứa cồn, vì da nào cũng có thể dùng và không bị kích ứng. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là xịt ngăn mùi Nivea Men ngăn vi khuẩn gây mùi vượt trội. Công thức chứa phân tử bạc giúp ngăn khuẩn gây mùi vượt trội đến 99.9% với mùi hương nam tính, giúp giảm tiết mồ hôi và ngăn mùi hiệu quả đến 48 giờ. Đã được kiểm nghiệm da liễu, không bổ sung cồn, chất tạo màu, chất bảo quản. Đứng ở vị trí số 4 đó chính là xịt ngăn mùi serum Nivea trắng mịn Nivea. Công thức ngăn mùi tinh chất serum chứa tinh dầu quả bơ gấp 10 lần vitamin C và tinh chất cây phỉ, giúp phục hồi hư tổn, se khít lỗ chân lông cho vùng da dưới cánh tay trắng mịn mềm mại, phù hợp với vùng da thâm sần và hư tổn nặng do dùng nhíp, giảm tiết mồ hôi và ngăn mùi hiệu quả đến 48 giờ. Mùi hương quyến rũ. Đứng ở vị trí số 5 đó chính là xịt ngăn mùi Nivea Invisible for Black and White. Đây là sản phẩm được sản xuất theo công thức tiên tiến độc quyền của Nivea, giúp giảm hình thành vệt ố vàng trên áo, dưỡng vùng da dưới cánh tay sáng mịn, giảm tiết các giọt mồ hôi và ngăn mùi hiệu quả đến 48 giờ, mang lại hương thơm thanh mát suốt cả ngày. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là xịt khử mùi Nivea trắng mịn làm dịu da. Công thức dịu nhẹ chứa pro vitamin B5 và dẫn xuất vitamin C giúp làm dịu và cung cấp chất dinh dưỡng cho vùng da bị chảy xước gây ra do dao cạo, giảm tiết các giọt mồ hôi và ngăn mùi hiệu quả đến 48 giờ. Dưỡng da trắng mịn với hương thơm tự nhiên suốt cả ngày. Và vừa rồi là top 6 xịt khử mùi Nivea được ưa thích nhất mọi thời đại mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một lọ xịt khử mùi Nivea phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.